Xin kính chào quý vị khán giả trên kênh VTV thân mến. Chúng ta cũng quay trở lại với sân bóng Tuấn Phong để theo dõi tiếp giải bóng đá tứ hùng VTV Cup năm 2024. Trên mình chúng ta đây là trận chung kết của giải tứ hùng của VTV Cup năm 2024. Hai đội đã giành chiến thắng ở trận đấu trước, đó là SC Trung Tiến và SC Sa Quê. SC Trung Tiến đã giành chiến thắng tỷ số 2-0 trước FC Đại Phú, là SC Đại Phú An. Còn bên phía SC Sa Quê đã phải thắng trên lượt sút đơn lưu đầy may rủi trước SC Thu Đây. FC Trung Tiến là đội sẽ vào mặc áo bít. Họ sẽ bảo vệ tay trái mà các bạn. Đánh đâu, rất nguy hiểm. Quả vào góc liên tiếp thứ hai dành cho các đội bên phía SC Sa Quê. Không có để quả trọng tài vang lên. Trận đấu tiếp tục với Sa Quê. Đây là quyền bia. Quyền bia, phản xử lý thay của quyền bia. Ngôi sao lớn nhất, cực kỳ uy tín, đó là Bắc Cô Cà, là người đã chơi rất hay và là người đã giúp, anh đã giúp cho SC Sa Quê có mặt ở trận chung kết này. Đây là Bắc Cô Ca. Dứt điểm ngay. Bóng đi không trúng đích. Quân. Lần này thì Học 38 là người chơi cao nhất hàng tấn công của SC Sa Quê. Trọng tài cho rằng đá biên dành cho các đội bên phía SC Sa Quê, và vừa rồi là một bóng mà Văn Quyền xử lý chưa tốt. Văn Quyền bằng số 9. Nguy hiểm không vào. Văn Quyền không được. Người đang bắt trong gô đó là Công Odala. Bên phía ấy sẽ Trung Tiến. Quyền bia. Một pha rất hay, và bóng mà các đội Trung Tiến đã phạm rất hay và rất táo bạo, và đã có bàn đóng bàn tỷ số trong trận chung kết. Rất tuyệt vời. Bắc Cô Ca. Rất nguy hiểm. Và số là 4-0. Rất nhanh, rất nhanh, rất nhanh chóng thôi.
Cán bộ SS Quay đã có bàn thắng cơ mà 1-0. Thật sự là rất hay, rất gay gắt trong một trận chung kết giải Tứ Hùng. Web TV Cup là 7.024. Và như vậy bóng đã chạm tay rồi. Chạm tay cầu thủ số 7. Chạm tay cầu thủ số 7 bên phía FC Sakwe. Người vừa bắt gôn trong khung thành của Sakwe lúc này đó là trường Onana. Còn là quân AB thì quân AB thì bằng áo số 7 nặng đúng với trang phục thi đấu trận tấn công của mình rồi. Còn cầu thủ mang áo số 1 trường Onana đã chơi đúng vị trí của một thủ môn. Bên hai cầu môn đều có những cái tên là Onana, một biệt danh rất hay và thú vị. Công Onana của SC Trung Tiến, trường Onana của SC Sakwe. Ngọc Tuấn ra là người tiền đạo đá biên này. Phần góc dành không có một quả phạt góc dành cho cầu thủ bên phía SC Trung Tiến cả. Cơi không được. Vẫn còn. Trung Tiến đã vào solo rất hay của Xuân Hồng, cầu thủ mang áo số 3. Một pha solo rất hay và chúng ta sẽ được xem lại pha solo rất hay của Xuân Hồng. Ghi làn đang tỷ số là 2-1. Quyền Bia. Tiếp tục là Quyền Bia. Quân ở đây. Câu trả lời của Trung Tiến. Trọng Tấn không được và xử lý không được tốt cho Trọng Tấn, cầu thủ mang áo số 79. Trường Onana đã phải vào lưới nhận bóng 2 lần trong trận chung kết rồi. Một trận chung kết quá hay và có hấp dẫn. Bakoka, vẫn là Bakoka. Quân AD. Quyền Bia. Đá biên nhanh dành cho các đội bên phía Sakwe. Rất hay. Xuân Hùng. Bóng trở lại với trường Onana. Quân. Bóng đã chạm tay và sẽ một quả đá phạt rất nguy hiểm về phía khung thành của công Onana. Người đứng trước bóng lúc này đó là Bakoka. Nhiều khả năng sẽ là một thử dụng phát thẳng qua mặt bóng ra không vào. Rất khẩn trương. Cơi không vào. Rất nhanh.
Trên gần một tấn tập trung thôi để các cầu thủ Trung Tiến đã xin lỗi trừng phạt các đội xa quê. Thời tiết vào lúc này là rất mát rồi, rất phù hợp cho một trận chung kết. Trọng Tấn, một pha bóng mà Văn Quyền vẫn chưa xử lý tốt, chưa va ập nhanh của Quân. Đánh đâu, rất nguy hiểm. Trường Onana, Quân dứt điểm ơi, hơi vội vàng rồi. Trường Onana, đó là pha bóng mà Bakoka bị phong lối. Một trận chung kết đang rất hay, đã có 3 bàn hắt ghi ở trong hiệp đầu thứ nhất. Bakoka không vào, con chưa vào. Pha sút bồi là của Quân. Cầu thủ Nana đang chơi hay. Cầu thủ Nana chỉ vào lưới nhận bóng đúng một lần. Chấm mặt là như vậy. Đó là pha xử lý của Quyền Bia rất hay. Hùng cháu ấy, bóng không để hướng được vị trí của Quân. Bóng trở lại với cầu môn công Orana. Coi không vào, pha bóng rất hay của trường Onana. Vừa rồi là trường Onana đã phải trổ tài. Trường Onana cùng với công Onana đang là hai người đang trổ tài với nhau. Trường Onana, Quyền Bia rất nhịp nhàng. Trường Onana, quấn bóng trận đấu tiếp tục. Coi không được. Bakoka đang phải ngồi trên sân, nhưng trọng tài vẫn chưa thổi còi để tạm dừng trận đấu. Dứt điểm ngay. Và bắt dính của công Onana. Và cắt bóng rất hay. Rất đáng tiếc trong tình huống vừa rồi. Và cắt bóng nhưng sau đó là một đường chuyền không trúng đích. Bóng trở lại với tay thủ môn trường Onana. Nếu như không có sự xuất sắc của trường Onana thì Sakwe đã phải nhận bàn thua thứ 3 rồi. Trường Onana, Quyền Bia, vẫn là Quyền Bia, đó là ở phía sau rồi. Lỗi được về các đội phía FC Trung Tiến.
Đánh đó, không được, vẫn chưa vào. Tiếng còi trọng tài đã vang lên và một quả đá phạt dành cho cầu thủ bên phía SC Trung Tiến. Cầu sút là rất rộng và một cơ hội để cho SC Trung Tiến nâng tỷ số lên 3-1. Dứt điểm ngay, bóng không gỡ được qua được hàng rào. Người vừa thực hiện quả đá phạt vừa rồi đó là Trọng Tuấn. Trọng Tuấn không có gì nguy hiểm vì khung thành của trường Onana. Côi không được, tiếng của trọng tài đã vang lên và lỗi đẩy sau, và một quả đá phạt dành cho SC Trung Tiến. Một pha bóng mà cầu thủ SC Trung Tiến rất khôn ngoan, và người thực hiện quả đá phạt này tiếp tục là Trọng Tấn. Trọng Tấn không có gì cả, bóng đến vị trí của Bắc Cô Ca, không được, không thể tái xung đột trước hai cầu thủ bên phía SC Trung Tiến. Ở trận số 3 thì chúng ta sẽ được chứng kiến trận tranh 3-4 giữa thầy Thu Đầy và FC. Côi không được. Ở sân bên kia thì chúng ta sẽ chứng kiến trận tranh 3-4 giữa thầy Thu Đầy và tại Phú An. Một quả đá biên dành cho các đội phía FC Trung Tiến. Không có gì nguy hiểm với khung thành của trường Onana. Phút thứ 18 và tỷ số đang là 2-1 nghiêng về các cầu thủ FC Trung Tiến. Đây là Học 38. Học 38. Quyền bia. Đường phát lên dành cho Bắc Cô Ca nhưng không thành công. Bắc Cô Ca cùng với Quân, cùng với Hoàng Cháu Quẩy, cùng với Hùng Cháu Quẩy. Tiếng còi trọng tài đã vang lên. Một quả đá biên dành cho cầu thủ bên phía SC Sa Khuê. Rất có thể là một tấm thẻ vàng hay không, hoặc chỉ là một lời nhắc nhở mà thôi. Và như vậy một tấm thẻ vàng, tấm thẻ vàng dành cho cầu thủ số 7 Quân. Đánh đâu? Vẫn chưa có gì cả. Chứ không đánh của công Onana. Đá biên dành cho thủ FC Sa Quê Quân. Đánh đâu? Dứt điểm là không có điểm chạm. Phản góc dành cho Sa Quê. Hùng Cháu Quẩy tiếp tục là thực hiện là quả là phạt góc này. Bắc Cô Ca không vào, bóng đi vỡ lên rồi, không chính xác rồi.
hơi đáng tiếc. Sau khi để cho FC Trung Tiến vươn lên rất hay một thì lúc này Sakwe đang chơi rất là tốt, rất nguy hiểm. Pha bắt dính của công Monana. Pha đầm bóng ngay của trường Monana cùng với Hùng lên cho Hùng cháu quẩy. Quán đại cầu thủ số 9 bên phía Sakwe. Phần trường có một điểm chạm cần thiết trước khung thành của công Onana. Đá biên dành cho các đội bên phía SC Sakwe. Hùng cháu quẩy thực hiện quả đá biên này. Đánh đâu? Vừa rồi là pha bóng mà cầu thủ bên phía SC Trung Tiến đã chơi tốt. Trường Onana không có điểm chạm cho tình huống vừa rồi của Bắc Coca. Các cầu thủ SC Trung Tiến cần phải nhớ rằng trong trận đấu trước thì SC Sakwe họ bị vươn, bị dẫn trước cái biệt là 2 bàn, mà các cầu thủ bên phía SC Sakwe họ cũng cân bằng được tỷ số, cho nên các cầu thủ SC Trung Tiến cần phải chơi tập trung hơn. Khi vào thời điểm này thì Trung Tiến đang dẫn chỉ cách biệt chỉ là 1 bàn mà thôi. Đang có một cầu thủ bên phía SC Trung Tiến đang phải làm dần, có vẻ anh bị căng cơ. Rất có thể sẽ có sự thay đổi người. Nhưng Trái Lược đã cho vào sân. Và sẽ là những sự thay đổi người bất đắc dĩ. Khi Hải Quân cầu thủ mang áo số 18 sẽ rời sân. Rất có thể là như vậy. Và như vậy Trọng Tuấn là người rời sân. Và người thay cho anh cầu thủ mang áo số 5 Hùng MD là người vào sân. Ông trở lại với trường Onana. Quyền bia. Dứt điểm của bóng. Một pha theo bài và vỡ lệ ngay của cầu thủ số 9 Hùng Châu Quẩy. Kịp không? Không kịp rồi. Đá biên dành cho các đội bên VSC Sakwe. Thời gian hiệp 1 không còn nhiều nữa và tỷ số đang là 2-1. Đội VSC Sakwe họ đang rất cố gắng để có bàn thắng gỡ hòa 2 đều. Họ đang không mong muốn bị dẫn trước sau khi hiệp 1 kết thúc. Quyền bia. Bóng trở lại với công Onana. Một trận đấu mà một hiệp đấu mà các đội bên phía cả hai đội đang chơi rất hay. Sau những phút đầu họ chơi cởi mở thì những phút
Tiếp theo của hiệp 1 thì họ đang chơi rất là chặt chẽ, đặc biệt là trung tiền. Đá biên dành cho các đội bên phía trung tiền, SC trung tiền. Một quả đá phạt dành cho các đội bên phía SC Sa Quỳ. Một quả đá phạt không phải là một quả đá biên ạ. Lâm Thép đâu đâu. Lần này là vào bóng của cầu thủ nâng tỷ số lên 2-1 Xuân Hùng. Học 38, vẫn học 38. Không được. Và đúng lúc này thì đang coi kết thúc hiệp 1 đã vang lên. Kết thúc hiệp 1 của trận chung kết, tỷ số tạm thời là 2-1 nghiêng về các cầu thủ SC Trung Tiến. Chúng ta tạm thời nghỉ khoảng 5 đến 10 phút để bước vào hiệp đấu thứ hai. We'll be right back.
xin mời quý vị các bạn chúng ta cùng quay trở lại với sân số 4 Tuấn Phong để theo dõi trận chung kết của giải tiêu hùng VTV Cup năm 2024. Kết thúc 11 tỷ số đang là 2-1 nghiêng về SC Trung Tiến trước SC Sa Quê. Còn tranh giải 3-4, SC Thú Đầy đang tạm thời dẫn 1-0 trước SC Đại Phú Lam. SC Thú Đầy vẫn là đội bóng được dẫn trước các đội bóng mà họ thi đấu. Trong ngày đấu thứ hai này thì các cầu thủ phía SC Trung Tiến sẽ bảo vệ phía tay phải mình các bạn. Trường Onana cùng với công Onana 1-1 đã chơi hay, cho dù họ đã để lọ lưới ở trong ngày đấu thứ nhất, nhưng rõ ràng chúng ta nhìn tổng thể thì các thủ môn trường Onana cùng với công Onana là hai thủ môn đang chơi rất hay. Đã biên dành cho Sa Quê, hùng cháu quẩy. Phản công dành cho Trung Tiến. Có trọng tài đang veo lên và quả đá biên dành cho các đội viên SC Sa Quê. Kịp không? Và bóng mà xử lý không được lý của Bakoka. Đã biên ra cho các cầu thủ Trung Tiến. Một pha phá bóng dứt khoát của Thắng, cầu thủ mặc áo số 11. Tiếp tục lựa một quả đá biên nữa dành cho các đội viên phía SC Trung Tiến. Tiếp tục một quả đá biên nữa. Đánh đầu, không vào. Vừa rồi là một sơ suất của trường Onana. Phạt góc dành cho SC Trung Tiến. Ngay đầu thứ hai này SC Trung Tiến đã có và bóng rất nguy hiểm về phía khung thành của trường Onana. Và vào bóng vừa rồi là của Lâm Thép. Đá biên dành cho các cầu thủ bên phía SC Trung Tiến. Cội, cội! Quá hay! Quá hay dành cho SC Trung Tiến và bàn thắng. Tỷ số là 3-1 dành cho SC Trung Tiến. Rất hay. Một trận chung kết mà SC Trung Tiến đã chơi rất hay. Họ rất biết tính toán. Họ bùng sức rất rõ ràng ở những phút đầu của mỗi hiệp đấu. SC
SC Sa Quê họ đang bị các thủ SC Trung Tiến Giáp 31 là khá giống với trận ở trận bán kết khi họ cũng bị SC Thu Lầy dẫn 3-1 nhưng sau đó họ bùng lên, họ gỡ hòa 3-3. Liệu trận chung kết này SC Sa Quê có lặp lại giống như trận bán kết hay không? Chúng ta hãy chờ xem. Là kịch bản nó đang khá giống với trận bán kết mà Sa Quê đang hướng đến. Một pha bóng rất an toàn. Trường Onana. Đang có một cầu thủ và đang làm sân lần thứ hai ở trong lần thứ hai thì các thủ BC Trung Tiến lại có một cầu thủ làm sân. Liệu kịch bản nó có giống trận bán kết hay không, chúng ta hãy chờ xem. FC Sa Quê bị đối phương dẫn trước và cái việc là hai bàn nhưng những phút cuối đầu thứ hai thì họ bùng lên, họ gỡ vào 3-3 và đưa họ vào là sút lần lưu 11m đầy mây rủi, sau đó là chiến thắng. Bây giờ trận chung kết kịch bản đang khá giống với trận bán kết, đang bị sẽ Trung Tiến dưới với tỷ số là 3-1. Hiệp 2 còn rất nhiều để cho Sa Quê họ làm lên chuyện. Trung Tiến tiếp tục có một sự thay đổi người bắt đắc dĩ nữa. Khi Tuấn Hoàng cầu thủ mang áo số 30 vào sân. Một quả đá biên dành cho các đội bên phía SC Sa Quê. Một quả đá phạt góc nữa dành cho các đội bên phía SC Sa Quê. Người đang đứng trước các quả đá phạt vừa rồi đang là Quyền Bia. Quyền Bia. Vừa rồi là phát xuất thẳng ngay của Quyền Bia. Quả phạt góc thứ hai liên tiếp. Nguy hiểm. Và xuất sắc của Công Onana. Cười cười. Lần này trường Onana đã băng ra kịp thời. Góc dành cho, phạt góc dành cho các cầu thủ bên phía Sa Quê. Bên phía Sa Quê và lúc này sẽ có một chiếc tàu đời người khi đang có một cầu thủ đang đi tập tinh. Như vậy Quyền Bia là người rời sân. Và người vào sân đó là Đức, cầu thủ mang áo số 37. Nguy hiểm không vào. Liên tiếp là những quả phạt góc dành cho Sa Quê. Sức kẹp càng ngày càng lớn hơn về phía khung thành của Công Onana. Nguy hiểm. Phản công. Không vào. Tiếng còi trọng tài đã vang lên. Một quả đá phạt rất nguy hiểm về phía khung thành của trường Onana. Nếu như mà để cho Trung Tiến ghi bàn một bàn nữa rồi thì gần như mọi chuyện sẽ an bài cho một trận chung kết. Nhưng ai ở phe trung lập
thì chắc chắn sẽ không mong muốn các đội trực tiến họ ghi thêm một bàn nữa. Họ chỉ mong là Sa Quê rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 mà thôi. Cơ hội không vào, sóng gió tạm thời qua đi. Liên tiếp là những cả phải làm sân của Dễ Trung Tiến. Chúng tôi không biết là trận bán kết vừa qua các cầu thủ này phải thi đấu như nào, thì bây giờ đến trận chung kết thôi. Mà đến tận phút thứ 36 thôi mà còn đang có rất nhiều những cầu thủ của Trung Tiến phải làm sân. Nhưng rất may trên bản danh sách của Sở Trung Tiến lúc này có rất nhiều những cầu thủ trên bản đăng ký. Chắc chắn họ sẽ không phải gặp nhiều sự mất mát nào ở trong trận chung kết này, khi có rất một dàn cầu thủ hùng hậu đang ở ngoài sân. Không có gì nguy hiểm cả, và xử lý không có gì nguy hiểm, và cái thủ Trung Tiến tạo ra. Lâm Thép, Đức, Lâm Thép, Côi, kịp không? Không có gì cả, bóng trở lại với trường Onana. Đức, bóng trở lại với cầu thủ số 37 Đức. Anh đang tìm đồng đội để triển khai bóng. Như một đường chân rất khó chịu và rất khó như vừa rồi dành cho Thắng. Và Thắng đã phải phá bóng an toàn. Nguy hiểm. Lần này trường Onana đã bắt dính bóng. Tẩy số đổ rất tốt. Vẫn là các đội bên phía Trung Tiến. Vừa rồi là pha xử lý của Xuân Hoàng. Vừa lót pha xử lý của Xuân Toàn. Thêm một lần nữa thì Xuân Hoàng là pha bóng an toàn. Trường Onana. Hùng Cháu Quẩy. Pha xử lý rất hay của Hùng Cháu Quẩy. Pha đi bóng và anh vừa bị phạm lỗi. Đang là Sa Quê. Các cầu thủ bên phía FC Trung Tiến họ đang pha bóng rất mạnh lên phía trên. Họ đã dẫn hai bàn và họ làm được điều đó. Hùng Cháu Quẩy. Quyền bia truyền cho Trường Onana. Trường Onana. Thắng. Đây là Thắng. Trường Onana rất hay. Và xoay người vừa rồi là của Mạnh Lát. Bên phía Trung Tiến tiếp tục có những sai đổi đội người. Như nói thì ngoài sân thì họ đang có rất nhiều những con người hùng hậu để vào sân thi đấu. Bóng trở lại với công Onana. Người vừa tung vào sân thay người bên phía Trung Tiến đó là Bá Thành. Đá biên dành cho các đội bên phía FC Sa Quê.
Trường Onana. Chuyền ngay của Trường Onana. Bóng đã chạm tay và tiếng còi của trọng tài đã vang lên. Một quả đá phạt và một cơ hội dành cho các cầu thủ bên phía FC Sakwe. Người đang đứng trước bóng lúc này đó là Thắng. Ngoài đó là Lâm Thép. Cầu thủ thứ 99, Lâm Thép. Dứt điểm ngay. Vẫn chưa vào. Khá đáng tiếc ra vào bóng vừa rồi. Phạt góc dành cho các cầu thủ bên phía FC Sakwe và đang đứng chấm góc đó là Hùng Cháu Quẩy. Nguy hiểm. Tiếng còi trọng tài cũng đã vang lên và các đội bên phía SC Trung Tiến sẽ có một quả phát bóng lên. Vừa rồi là phát bóng lên không được tốt của công Onana. Vì Trung Tiến tiếp tục là những sự thay đổi người. Vẫn chưa thành công. Đá biên dành cho các đội bên phía SC Sakwe. Đức. Bóng kìa. Bóng mà không có gì nguy hiểm về bên không thành của công Onana. Đá biên lại dành cho các đội bên phía FC Trung Tiến. Trở lại với dứt của đội bóng FC Sakwe vừa rồi là bóng vào xử lý của Mạnh Lát vừa rồi không thành công, hơi đáng tiếc. Rất nguy hiểm. Và vào bóng dứt khoát vừa rồi đến vị trí của Trường Onana. Công việc mà Sakwe cần làm bây giờ đó là phải dồn tổng toàn lực để tấn công. Các bạn bây giờ là hai bàn, thời gian là không còn nhiều nữa. Cơi còn bên phía Trung Tiến họ chỉ có biết phá bóng càng xa càng tốt. Đức. Tiếng còi trọng tài đã vang lên. Đá phạt dành cho SC Sakwe. Cầu thủ mặc áo số 11 Thắng là người bị phòng nối. Thắng. Rất nguy hiểm. Cơi. Và bằng da của Trường Onana. Vẫn chưa có gì cả với công Onana. Công Onana đang mặc dù không phải làm việc nhiều nhưng anh vẫn chưa chắc. Bởi vì Sakwe sẽ có sự thay đổi người. Khi cầu thủ số 9 đã rời sân và người vào thay cho anh đó là Yếu Cọp. Cầu thủ mang áo số 18. Cơi. Không được rồi.
Mạnh Lát đã bay về rất nhanh. Không có gì nguy hiểm cả, nhưng mà xử lý rất hay và ngẫu hứng như vừa rồi của Trung Tiến. Người vào sân bên phía Trung Tiến đó là Bá Phi, còn mang áo số 10. Một sự tăng cường trên tấn công của anh sẽ Trung Tiến. Bá Phi vừa rồi anh vừa vào sân, anh đang có một quả bóng ở trong chân. Đá biên dành cho các đội viên phía SC Trung Tiến. Lúc SC xa quê Đức cần phải nhanh hơn. Các cầu thủ SC Trung Tiến đang phá bóng dứt khoát. Đức Trường Onana Quyền Bia. Câu trả lời của sẽ Trung Tiến coi. Cô là tràn trề. Không được rồi. Bị chậm mất một nhịp rồi. Bóng vẫn đang trong cuộc. Mạnh Lát. Và phá bóng dứt khoát. Vào thời điểm này của sẽ Trung Tiến. Vẫn là AC Sa Quê thắng. Vẫn là thắng. Trường Onana. Quyền Bia. Lâm Thép. Đức rất hay. Rất hay cơ ơi. Không được, ơi đáng tiếc dành cho đội SC Sa Quê. Họ phối hợp với nhau rất hay, nhưng vừa rồi là một bóng mà hàng phòng ngự của SC Trung Tiến đã chơi rất tốt. Hiệp hai là một trận đấu mà rất nhiều những quả phạt góc dành cho SC Trung Tiến, xin lỗi SC Sa Quê. Dứt điểm ngay, pha dứt điểm bằng chân trái. Ông đi không chính xác của thắng. Công Onana. Trường Onana. Vừa rồi là pha trao quyền của hai thủ môn. Quyền Bia. Mạnh Lát. Trường Onana thắng. Đến còi trọng tài đã vang lên. Mạnh Lát là người bị phạm lỗi. Quyền Bia. Cơi vẫn chưa vào. Đừng nhá. Một quả bay lên tì. Một quả penalty dành cho FC Sa Quê. Một cơ hội dành cho các cầu thủ bên phía FC Sa Quê có bàn thắng xuống ngắn tỷ số số 2-3 khi đang đứng trước một quả penalty. Cơi vào! Bàn thắng xuống ngắn số con 2-3 dành cho FC Sa Quê. Biết là nóng rồi. Thời gian là không còn nhiều.
dành cho SC Sa Quê. Họ cần phải khẩn trương hơn. Thời gian của trận đấu, trọng tài bù giờ thêm 2 phút nữa. 2 phút để cho các đội SC Sa Quê họ có bàn thắng gỡ hòa 3 đều. Sút điểm ngay. Lôi đường về các đội SC Trung Tiến và một cội dành cho SC Sa Quê. Đang đứng trước vào lúc này đó là Thắng cùng với Quyền Bia. Này cũng vậy đây. Thắng không gọi sắp hết với các cầu thủ bên phía sẽ xa quê rồi. Trận chung kết chỉ còn vài một phút, một hai phút nữa thôi. Một pha thay người chiến thuật của các đội MC Trung Tiến. Đình Quê là người vào sân. Cơ hội là vẫn còn. Quyền Bia, vẫn là Quyền Bia. Tiếng của trọng tài đã vang lên và một quả đá phạt nữa dành cho SC Sa Quê. Các đội SC Trung Tiến họ đang làm mọi cách để cách biệt một bàn thành công để họ lên ngôi vô địch giải Tiêu Hùng FTV Cup năm 2024. Trận chung kết cách Trung Tiến không có xa nữa đâu. Ôi, quý ơi, không vào, vẫn chưa vào. Rất may dành cho Trung Tiến. Cầu môn đàn à, vừa rồi đã xuất thần, cứu tua dành cho Trung Tiến. Nguyễn, nhưng phút giây hồi hộp căng thẳng. Đá biên dành cho các cầu thủ bên phía SC Trung Tiến. Thời gian đấu không còn nhiều đâu. Những phút giây căng thẳng, hồi hộp và hấp dẫn. Bóng trở lại với Trường Onana. Mạnh lát. Các cầu thủ bên phía Sa Quê cần phải chất chiêu cơ hội này gần như cuối cùng với họ. Vào đúng lắm ơi. Tiếng còi kết thúc trận chung kết đã vang lên. Kết thúc trận đấu và dẫn đuổi tỷ số giữa SC Trung Tiến và SC Sa Quê. Cuối cùng SC Trung Tiến đã đánh bại Sa Quê với tỷ số là 3-2. Xin chúc mừng các đội SC Trung Tiến đã lên ngôi vô địch của giải Tứ Hùng VTV Cup năm 2024. Đến đây để trận nguồn này thì kết thúc đây. Xin hẹn gặp bạn ở những trận đấu tiếp theo.